Vâng. Chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã trở lại với video của cửa hàng máy cắt cỏ Chính Hường nhá. Vâng, thì là máy cắt cỏ bên em thì còn rất là nhiều các bác nhá. Đây, cái máy này thì bác nào mà lấy về để lấy đồ thì các bác cũng cứ báo em nhá. Đây, em vẫn còn máy hàng thanh lý đây nhá. Đấy, đây. Cứ có bác nào mà nhặt đi một cây rồi thì em lại bù cây vào đây nhá. Vâng. Đây có bác nào hôm qua bác có hỏi TG24 đây nhá. Máy TG24 này. Đây. TG24, TG25 em có hết đây nhá các bác nhá. Đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cứ báo em. Em sẽ lấy ra và em test nổ và em gửi qua video qua Zalo cho các bác tham khảo trước nhá. Đây. Còn con này là con T100 này. Đấy. Rồi các loại Mitsubishi TM24 nhá, TL231 này, TL23, TL231, TL26 em đều có hết nhá các bác. Vâng, và hôm nay em có một sản phẩm máy đeo lưng đây. Con này là con hàng Shindaiwa nhá, SK35. Đây. Máy Shindaiwa SK35 nhá, bác nào mà dọn được thì các bác đem về dọn cũng được, hoặc là bác nào mà muốn sử dụng đem về chỉ việc phát thôi thì em sẽ dọn luôn. Và con này thì em đang nổ nhá các bác nhá. Con này thì vẫn đang nổ này. Đây. Bao nổ luôn cho các bác thợ nhá. Bị bạc chỗ này, là nó bị bạc màu một chút nhá. Đấy, chỗ này nó hơi bị bạc màu một chút này. Đấy, bình xăng còn nguyên này, chế còn đẹp, giật cái là nổ luôn. Vâng, và đây máy hàng chưa dọn đây, còn rất là nhiều này. Và đây là những cái sản phẩm mà em thanh lý. Có các loại máy như máy Robin nhá, máy Maruyama, rồi Tanaka. Đấy, rất là nhiều luôn. Vâng, thì hôm nay em cũng có một lô máy cắt cỏ gồm 20 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì em mời tất cả quý cô chú anh chị sang cửa hàng bên này để em giới thiệu sản phẩm của em hôm nay nhá. Vâng, thì không nói dài dòng nữa thì em xin được giới thiệu lô của em hôm nay luôn nhá. Thì lô của em hôm nay là lô E này. Đây, cây đầu tiên của lô hôm nay là cây E1. Thì cây E1 này là một con hàng Kyorip nha các bác nhá. Echo Kyorip 20cc nòng 30 ly. Con này nòng đây, máy đẹp, hơi đẹp nha các bác nhá. Đầu nòng của nó là nguyên bản luôn, bô sáng nha, bình xăng zin, chế zin, chế một kim chỉnh tai đỏ nhá. Xin lỗi, một kim chỉnh nguyên bản của nó đây. Đấy, tum liền này, cần lắp zin. Đây, con này là nòng 30 ly nhá, giá là 1.100.000. Đây. Cần lắp zin đầu bò zin, đây, tay lái nguyên bản đây. Giá là 1.100.000 nhá các bác. Em test nổ cây E1 nhá. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E2. Cây E2 thì nó là một con hàng Robin nha các bác. Robin NB2100. Đấy. Con này nòng của nó là nòng 31 ly nha các bác. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin, cốt trợ lực này, chế zin, tum liền này. Con này là tum, này là tum bằng nhôm nha các bác nhá. Đấy. Cần lát zin, đầu bò zin, có chống quấn cỏ, bảo vệ ốc. Vâng, cái này là 31 ly nha các bác nhá. Giá 1.200.000. Em test nổ đây. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E3. Thì cây E3 này là một con hàng Tanaka. Con này là 22cc nha các bác. Nòng 32 ly. Đây. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin,
chế zin tum liền, cần lắp zin đầu bò nguyên bản, có chống quấn cỏ bảo vệ ốc nhá. E3 này thì có giá là 1.200.000. Vâng, thưa cô chú anh chị bác nào mà muốn sử dụng những cái sản phẩm nhẹ, sử dụng việc gia đình thì các bác chọn cho em ngay ba cây đầu tiên này, giá chỉ có 1.200.000 là các bác được sở hữu một chiếc máy cắt cỏ rất là nhỏ nhẹ. Đấy. Phát dao được nhá các bác nhá. Phát dao, phát cước được, nhưng mà em cũng lưu ý là các bác là nếu các bác mà phát cước thì các bác phát cước những cái loại cỏ non thôi. Đấy, còn cỏ già thì nó sẽ bị nặng nhá. Con này thì ưu tiên là các bác sử dụng phát dao. Vâng. Em test cây E3 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E4. Thì cây E4 này nó là một con hàng, cũng một con Tanaka nhưng mà con này thì nó khác con vừa rồi đây. Con này là Tanaka chữ A này, con này là Tanaka này. Em gọi là giật trước nha các bác nhá. Đây, con giật trước, con giật ở đằng trước này, đằng sau nó không có gì nhá. 24cc nòng 34 ly. Đây, máy rất là đẹp luôn. Vỏ xà, vỏ đẹp nhỉ. Máy sáng, bô sáng, bình xăng zin nhá. Chế zin, chế một kim chỉnh tai đỏ nhá, tum lìa rời này. Cần lắp zin đầu bò zin. Thì cây E4 này thì có giá là 1.300.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 6 tháng và phụ kiện kèm theo là gồm 5 món nha các bác nhá. Vâng, em test nổ cây E4 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E5. Thì cây E5 này là một con hàng Hitachi nha các bác nha. 23cc nòng 32 ly. Này, vỏ rất là đẹp, máy sáng, bô sáng. Bình xăng này thì em thay mới rồi. Chế zin này, tum liền, cần lắp zin đầu bò zin. E5 này thì có giá là 1.400.000. Các bác được miễn ship toàn quốc nha. Em test đổ cây E5 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E6. Thì cây E6 này là một con hàng Nativo nha các bác nha. 23cc nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ cũng rất là đẹp, máy sáng, bua sáng, bình xăng zin, cháy zin nha, tum liền, cần lắp zin đầu bò zin. Tất cả thì nguyên zin hết nha các bác. E6 này thì có giá là 1.400.000. Em test nổ cây E6 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E7. Cây E7 này là một con hàng Maruyama 23cc nha, nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng nhá. Bình xăng zin, chế zin, tum liền này. Cần lắp zin đầu bò zin. Và cái bộ tay lái này là em lắp thêm nhá các bác. Của nó là nó ga ở đây này. Đấy, của nó ga ở đây nhá. Ở dưới ở đây này. Đấy, và có một cái tay xách thì em lắp thêm cái bộ tay cầm hai tay này vào đây nhá. E7 này có giá là... Vâng, cây E7 này thì có giá là 1.600.000 nha các bác nhá. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Em test nổ cây E7 này. Ok. Rồi tiếp theo đến cây E8. Thì cây E8 này là một con hàng HME nha các bác nha. 26cc nòng 34 ly. Đây. Con này thì rất là đẹp luôn nha các bác. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin, có bảo vệ bình xăng nha. Chế zin này, One Pro nha. Tum liền. Cần lắp zin đầu bò zin. Và bộ tay lái này thì em thay mới nha các bác. E8
giá là 1.400.000, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E9. Thì cây E9 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nha. Con này là 23cc. Nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ cũng rất là đẹp luôn. Máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin, chế zin, một kim chỉnh One Pro nha, tum liền. Cần lắp zin và đầu bò thì cũng nguyên bản. E9 này thì có giá là 1.900.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng nha. Em test nổ cái E9 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E10. Thì cây E10 này là cũng một con hàng Komatsu, nhưng con này là con 26cc nhá. Đấy, nòng 34 ly. Đấy, vỏ đẹp, máy đẹp nhá. Máy sáng, bô sáng này, bình xăng zin, chế zin. Tum liền này, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Có chống quấn cỏ bảo vệ ốc nhá. E10 này thì có giá là 2.300.000, các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. Em test nổ cái E10 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E11. Thì từ cây E11 trở đi nó là hàng máy mới nha các bác nhá. Máy mới. Con này là con hàng Oshima 226, nòng 34 ly nhá, 26cc. Thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng và chế là sử dụng chế của Oshima nhá. Tum là tum liền này, cần lắp, con này là cần lắp V24 nha các bác. Đầu bò nhỏ, tay ga bóp. E11 này thì có giá là 2.700.000 và trọng lượng của con này là rơi vào 5kg nha các bác. Các bác được bảo hành là 1 năm. Những cái sản phẩm máy mới là bên này là bên em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm nha. Em test nổ cái E11 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cái E12. Thì cây E12 này là một con hàng Osaka nha các bác. OS26, 26cc, nòng 34 ly. Thiết kế thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Có bảo vệ bình xăng và chế sử dụng chế của Zimba 2 kim chỉnh này. Tum rời, cần lắp V26, đầu bò chín rãnh nhá, tay cao bóp này. Máy thì thiết kế rất là đẹp luôn. E12 này thì có giá là 1.900.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E13. Thì cây E13 này là một con hàng Osaka nha các bác. 330, 33cc, nòng 36 ly. Máy thì rất là đẹp luôn. Có bảo vệ bình xăng, chế Zimba 2 kim chỉnh và lọc gió của nó là 3 lớp. Tum rời, cần lắp V28 nha. Đầu bò chín rãnh, tay ga bóp này. Và E13 này thì có giá là 2.200.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Vâng, cái tum này là tum của nó là tum lớn nha, tum 330. Vâng, em test nổ cây E13 này. Rồi tiếp theo đến cây E14. Thì cây E14 này nó là một con hàng Zenwatt nha các bác. Đấy, GLS26. Máy thì rất là đẹp luôn các bác ạ. 26cc, nòng 34 ly. Nhìn con này thì nhìn không khác gì hàng Komatsu nha các bác nhá. Đấy, máy thì rất là đẹp luôn. Chế sử dụng chế tai đỏ 2 kim chỉnh nha. Tum rồi,
cần lắp PM14 đầu bò nhỏ và cũng sử dụng bộ tay ga bóp này. Công tắc tắt mở trên tay cầm rất là tiện lợi. E14 này có giá là 2.700.000, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E15. Thì cây E15 này là một con hàng Oshima nha các bác nhá. Con này là con TX260. Con này là 26cc nha các bác, nòng 34 ly. Thiết kế thì rất là đẹp luôn nhá. Con này có bảo vệ bình xăng. Con này thì thưa cô chú anh chị, con này là máy hàng nhập khẩu Thái Lan nha các bác nhá. Chế sử dụng chế Fuji của Thái và tum rời, cần lắp PM16 đầu bò 9 rãnh, tay ga bóp. E15 này thì có giá là 3.100.000. Em test đổ rồi cây E15 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E16. Thì cây E16 này cũng một con hàng Oshima, nhưng con này là con TX330 các bác. 33cc, nòng 36 ly. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng này. Chế Fuji của Thái và tum rời. Máy nhập khẩu Thái Lan nha các bác nha. Các bác nào mà muốn sử dụng những cái sản phẩm hàng chất lượng thì các bác chọn cho em hai con này là rất là ok luôn. Cần lắp của con này là PM28 nhé. Và đầu bò 9 rãnh, cũng sử dụng bộ tay ga bóp này. E16 này thì có giá là 3.300.000. Em test nổ cái E16 đây. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cái E17. Thì cái E17 này là một con hàng Hu Qua Mai các bác, CS541. Con này là một con hàng 541 các bác nha. Nòng 40 ly này. Thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng. Chế thì chế Zimba 2 kim chỉnh nha các bác. Tum rời, cần lắp PM28 dày 2 ly và đầu bò 9 rãnh nha. Tay ga bóp này. E17 này thì có giá là 2.200.000. Em test nổ cái E17 cho các bác cùng xem nha. Rồi tiếp theo đến cây E18. Thì cây E18 này là một con hàng Mitsukaiso 541, nòng 40 ly nhá. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng. Chế là sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh, tum rời. Cần lắp PM28 nhá, đầu bò 9 rãnh và tay ga bóp. Thì cây E18 này thì có giá là 2.500.000. Em test nổ cây E18 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E19. Thì cây E19 này là một con hàng Copper nha các bác nhá. 541, nòng 40 ly. Con này thì sử dụng chế One Pro của Nhật, Buji NGK của Nhật luôn. Tum rời này, cần lắp PM28, đầu bò 9 rãnh và tay ga bóp. E19 này thì có giá là 2.600.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây E20. Thì cây E20 này là một con hàng Oshima nha các bác. Oshima 541, nòng 40 ly. Thiết kế thì rất là đẹp luôn nha. Và con này thì chế sử dụng chế của Oshima, tum rời này. Cần lắp PM28, đầu bò 9 rãnh nha, tay ga bóp. E20 này thì có giá là 3.300.000. Các bác đừng miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Vâng, em test nổ này.
vừa rồi là em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 20 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình của các bác nhé, là 0979561493 giúp em nhé. Vâng, còn bác nào mà muốn sử dụng cưa xăng thì đây nhá, em có những cái mẫu cưa xăng này. Con này thì rất là gọn, nhỏ gọn luôn nhé các bác nhá. Đây, máy cưa xăng của Roman đấy, 5820 này đấy. Còn đây là máy cắt cỏ ba lô đấy nhá, các bác nhá. Đấy, đây. Vâng, thì khi xem video mà các bác nào thấy hay thì các bác hãy cho em xin một nút like nhé. Một nút like và một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào thấy hay thì có gì mà chưa đạt thì các bác cũng cho em xin một lời bình luận để em sẽ phát triển thêm. Vâng, thì video của em hôm nay cũng xin kết thúc tại đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.